Good job. Ông nội dung đẹp và cảm to khi chúng ta càng đi chạy thì xã Maka. Chỉ một to nít thôi ta lưu bị vì anh đã chết cả việc đây lục yên dưới ta miền tầm nô với trong xua xã xây đi đại được tí. No, Mr. President. Miền vì ở miền đấy là một thiên, số một con. Bà ông quân lục bị ông nhầm đây số một chương lục cọc chớ. Bị viên bài khai căn quá. Và đã mấy cho lời tốt cho nâng sau nào xong được bật lúc đã bàn xong ở ông kìm rè bằng chạy ở bàn căn để cho bật lộ nơi sức đây xâm rạch vẹn phuôn nâng sau nào xong rồi bỏ mê tử vi áng ở đóm đã xong ở này vẹn phuôn bằng hành bằng chăng nơi ai cả xa mũi đã miền lệch đi pi rồi xàm sập pi sạp pi chột muối e bánh bánh ní hơi ông nhìn đấy ban tầm lại được hơi còn cái lục mì tươi ban thân nào sống thá ở miền ca bằng chuyện lừa tầm ăn hết căn sẽ bật lo chia cá bằng thêm lừa tầm ăn hết dương ban chơi như đuổi hơi cứ ông nhìn đấy tầm ăn hết từ lừa sẽ cái đây tầm lại cho bật luôn đại tranh cao bị thay thì bẩm bơ khai thnu cho năm pi pon đọc pi sau đây tầm lách lơ sầm nào xong một bậc rồng mình bị cao bị khất đấy bẹ pon đừng khiếp mân pro khất đấy để tam ca cho bậc căn thả ban cao lăng được khăn ông lòng pi này cái sụp xu ai cái xa lê y bị rồi phải muối y bị rồi mà phải bấy y bị rồi phải buôn y bị rồi mà phải buôn thà pi y mà phải pi rồi sam sập bốn i pi rồi sam sập bốn thà pi i pi rồi sai sập muối nâng i pi rồi sai sập muối sập muối sầm lục mi tử vi mưa sầm an hết trăng cả thạc khánh mập hay pi nơi sẽ đây sầm rạch ni đây xa ni chia sẽ đây sầm rạch đây ông nhầm rẻ bàn sầm rạch lừa pành ha ni chửi hơi đây chỉ này ni chia cá bằng thêm bằng chẹp bằng thêm lơ sầm an hết này sẽ đây sầm rách đây ông chầm rẽ bàn sầm rách lơ pành hà ní được nồng lòng phê này đầm na ca sạm na ca mày mày đi thank you Mr. President just to make sure that the record is correct, I'll wait. Bà mẹ tụi bà nhóm bàn từ bàn gặp thằng ở rong chầm lệch sân như thế này nhóm rong chầm. Bà thông bà chạy bằng thêm, lúc này tôi biết là xong ăn hết, ní cứ chia chậm lời tốt cho nên xong nào xong tiền mù rồi bỏ lúc này tôi biết cả việc đấy là bàn xong nào xong một bên ông chậm rẻ xong ra đọ thôi tới bà chạy ra ná ông bánh mạnh đi nên xong mà miền bà tệ cho rắc chắc bà lộ thả được chứ này xong chơi. Thank you, Mr. President. Just to make sure that the record is clear, so we all understand. My first point was to clarify that we had submitted a portion of the tape to be transcribed, and that's what Mr. Anadom was trying to say. That portion had not been transcribed yesterday, and it would appear, at least it came that way, came across that way, that the prosecutor was indicating to the court that
that it was already placed on the record. That was the clarification I wanted to make. As far as my request for the investigation, my request now, as opposed to clarification, I think I understand your ruling. Suffice it to say, this is a different matter, a different witness, and this witness indicated that notes were taken, hence the request for the investigation. So that's the point I wanted to make. And for the record, on every witness who appears before the court, if they have been primed or if they have been questioned by the investigator before going on tape, we intend to at least make reference to that so we can have a transparent record. Sunshine is the best disinfectant for the truth. Thank you. Thank you, Thank you, Thank you, Thank you. តែសូមលោកគោរពនឹងអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គខ្ញុំជំរះដែលបានសម្រេចវាហើយមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលលោកមានលទ្ធភាពគឺប្តឹងសាលាទុកទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ដើម្បីពិនិត្យក្តីសម្រេចនោះឡើងវិញរាល់បញ្ហាដែលលើកឡើងណាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលអង្គជំរះសម្រេចវាហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អង្គជំរះក្នុងការកាត់មិនអោយលោកតាំងសំណួរឬក៏មិនអោយសាកសីណាមួយដែលត្រូវឆ្លើយតបនឹងគឺឆ្លើយតបនឹងសំណួ
ខ្ញុំមេធាវីកុងសំអនជាមេធាវីជាតិការពីលោកខៀវសំផនហើយតទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសួរលោក ដំបូងខ្ញុំសូមសួរលោកតេតតងទៅនឹងការងាររបស់លោកជាលេខាវិរៈសនាធម 82 លេខ 82 ខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកបានធ្វើជាលេខាវិរៈសនាធមលេខ 82នេះចាប់ពីពេលណាមកដែរ bạn nhóm lai tha pì là nhóm thư ra na thông 8 pì này cứ chấp tăng pì ngày lui tha chặt tăng con pol bay rồi mũi cứ nhóm miền tu di lịch kha 8 pì pì lo vậy bà sầm ở cấn chứng miền này tha cứ pì sáp đá cầu tan sầm lại bao lố cứ đập ram ngày cầu ngày rộng đó ភ្នំពេញថ្ងៃ 17 មេសា 1975 អញ្ចឹងមែនទេបាទបាទសូមអរគុណក្រោយពីលោកទទួលតំណែងជាលេខាវិរៈសនាធមលេខ 82 ហើយលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមូលដ្ឋានភ្លាមឬមួយក៏លោកស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយរយៈពេលណាដែរ bà được trong ban tổ chức hai cái thà cầm lăng đây nông ở đây này 8 pin ở đây vừa là thông 8 pin cứ nấu nông chấp tang pin ở đây này khẳng lệch bảo hộ người là than một tô lượng phải lục sòng và hai cầm lăng mà chỉ nuốt đâu một đồng ở đây này vượt từ tham một đồng khui bây giờ tôi cho một đồng nước mềm cười bộ bọt bún phun đông, bọt bún phun đông. Sùng lục ai bị chè tì tăng bọt bún phun đông nữa, bọt thật nơi khnông sừng cắt rư cò nơi khnông tam lử trăng mà đông nà đấy lúc ai bị chè bán thế, tì tăng bật bọt. Tì tăng bật bọt nó cứ đâu mà đông bún phun đông là miền lâu lồng muối tranh vì ở đây này chúng ta trên bị phơi phun đâu mò mò bông với chạm mò lên với chạm một bông quỳnh và thầy cầm lăng mà chúng muốn bon lâu lâu mà trong một ngày bà sầm hoa cún là hốt đó bên ná từ lục chạm trên bị
lê kha con vô rẻ sản áo thông lê kết sắp này. Đối với bạn sẽ lại vì một sản lại cứ khi bạn ở đây này tôi nấu ở đây này bồn xay ở đây xuyên bàn ở đây bị chân nằm hãy tạm bất cứ khi ông bìa chăm trong thà bị bỏ bìa đâu ở đây chỗ tôi cắt nó bìa bì xa được chứ không đặt thập bìa bì chân nằm ở đây chứ này mình nấu không còn bồn bồn bay rồi muối nó ban bây giờ cũng mở riêng đối với ban tổ chức bình xa lại. Và số một con nông con pol bầm bay rồi mùi nắng lục biết thân nạn chia bay đá nó bên không. Đợt sau mình thấy nông con pol bầm bay rồi mùi nắng còn tại ban chụp đi ấy nó có riệp chăm chỉ con mà đây là riệp chăm và châu là đạo theo mô bì tiếng pang mỏ hay là kêu viên vô sala con mỏ cứ gần thạc hàng lứa ơi mà nấu chỉ muối nhom nâng sâu rửa có thai chẳng ảnh hai trong bán nên tiết cứ ăn miên sầm bột miên sạch đây bị chẹt bị nát đấy và cứ tha ơi từ tua có trâu chấm nua sôn của muối hay trong một số là sôn muối tao ná có tha tàu mà đâu cái gì ai tập nông. Lúc ấy bên chị bán tết hà xôn phổ mùi nó còn miền thần nạ chị ở vầy đáy nở bên nâng. Bà xôn phổ mùi nó khiêm xong bên chị thả con hào thả ăn lũ con bồn phẩm bay rồi mùi. Bà xôn mọc cốn chúng ban ít hà lô khai tới chi anh ngũ con pol rầm bay rồi mùi núi chấm đua nhà đại biên lệ cột sơn của mùi ni chân trăm tới thế bạt bạt lô thôi chi anh ngũ con pol nó dạp về bao đấy vì pro khi ông chấm riệp vì sao mấy người ta khi ông ban đầu nông phải kia mà đào mà khai thế có tro hào mà điên đập nông bình này hãy có thư crun đây là một đại bèn nông nông bình này bà số một cún miền ca này nòm ao vây bị say bị thân nạn lơ rồi bỏ lục tế nửa bên nắng nửa bên đại lục từ chấm đùa sôn và mùi nắng bà đối chấm sợi bánh bánh nó cứ thà chấm từ chấm nuốt sôn bùn muối nó miên tai hầu là sôn pram thế là chỉ nè anh đây này hầu chấm bị xiềng pang hầu kẹo rươn pi ở đây này sà la khoang món là bây một chút thà lâu càng lứa oi mất từng pi rụm nước món nấu chấm muối chấm không nhiệt ti nước thà nặng đôi chấm ban chấm riệp pi sà lai cứ từ tua có trâu chấm nuốt tôn của mùi tôi nhớ ở miền kia nó còn đang nó bay nè bà số một cún chấm xôm su bên chợ lục tiệt tôn tôi nói chấm lai rồi bỏ lục đại bàn lai bị mất sơn mảnh nơi bị liềm màu đập rám sam sập mùi nít tí nâng sam sập mùi vị nít tí chấm xôm sừng khép tha lục bán chay chạy tôn từ nâng mình ti son chữ sọc nơi không ô còn sai từ lục bán chạy buộc nhom miên lưu bịa môi trong cõi vì rực mình ấy từ lục bán chạy bịa ô còn sai nâng bịa băng còn sai tha bịa nắp vật vật phật bà con cứ bằng cẩn sai nó cứ nấu nấu là lòng tua bằng lòng cái ô của sai cứ mà đang nấu mà đông lá đấy phần là còn thà nấu mà đông nó cứ miên ô của sai phần là bằng cẩn sai cứ miên bằng cẩn sai mình miên xong thì sóc thế miên là púa
bà chân bà chị làng vĩnh cứ nơi ô gần sái tự miền mà mình tin sơn sóc rồi bà con phù chân trăm trời thế bà trăm trâu bà lục ban chay pi mà sơn bảy tam à pi liệt được nhóm bà mình chuyện thà lục ăn bàn đăng pi mình tin sơn sóc như thế rồi hô tự đo nhẹ sóc màu đó là một chút lúc ông phí cá chạp côn rồi bỏ quạt chứ đàm để tôn rừng lụi tầm lồn đột hồn lúc ách bình chạy bàn thế tha hẳn mấy bàn chì lúc ọt bàn đằng ông phí mần tì xoắn sọc nơi ô con xay nơi bên nó mà đối nhóm xoay xâm nua bì môn hái cứ tam phất khi ông nấu cái này khi ông nấu con pol đấy là tu là đây này chỉ nuôi son tôm quay đấy vì miền phía là dạ cái này na hai tam phất khi ông mình đăng thả con pol miền son thì sóc tê miền cái này khung khang tê đối với đào tập lập bên kia tôi với thả ông nhóm tôi tu con trâu nuôi ăn có phía ông cha nó đài bàn tam phất thì dân họ đào quân sai có cha bắt đâm mô tô mới đúc vô tôi đã nấu vừa bằng sai như này lâu buôn pram ngay rồi còn mà dạ mò nước ban khơi ở đây này chia chôn mò chuột nhom này dây pi con trâu bò con này anh đào xuống có đó thả con trâu đấy cứ cái chạm vô tận đạn xong rồi sóc ô con sai và làm sóc ô con sai được xét trong đăng tam này dạ bị chia cho nó mùi phân thì pí bị cho nó đen nó cứ còn giấy bị pành hà đại san mà nuôi đại san sọc vô tơ nó cứ rốt co cúc rốt hay quay quay là diêm nó sập nó không đăng phần đăng lên môn này bà sầm ọc cún lúc ban bị chia ông pí ca chui ông ra cùng bỏ lục nè ông nói miền ca đỏ lên bị chia chôn và hai chia một phần nè nhóm sông xua lục tha tá ca chế sơn áo sông rồi bỏ lục chỉ môi nâng bật thiên con phu rồi bỏ lục nửa bề nu miên tầm nẹt tầm nong ở vây chỉ môi nửa thạ lơ thay tiệt tế môn nửa cả đỏ lấy rư môi có cõi bị lục nỉ dây chỉ môi bật thiên con phu hái có mình chỉ ở miên cả đỏ lấy phìm phìm nửa bề nu bà nhóm xong bà cha tha coi bị ban tầm năng đi hái cọt mua bị sầm mòn phun bính cọt mà bị bọc cha nhóm ấy mà đây này bằng sai nó bị chọc đi phải kia buôn phần mai bị kia cọt cọt chỗ chỗ tàu trái lấy lấy cát coi giấy bị riêng bánh há ở đây này bị kia chôn oi tầm năng thả riêng con trâu cọt nâng hơi nâng biên đã có cục có ai nâng ở đời chân cuộc nhóm xong lược nhóm bị chết thang con chỉ chôn một màn đạn đấy cứ mình miên tài nhà ai thông đồng thế miên thật thay qua thật lâu đó tới lui tới cái châu thai chế thai cho dột mông xi đâu dột xi là ai đó cái thang bắt sầm mua phiếp bắt bi ở đây này thì ai cứ dột nia tàu đè nhóm trong bị chết chẳng cứ thả đào chẳng lực tài nhà đừng lắng nhóm thả lâu bờ rừng vẫn đang đặt sai chẳng mấy lâu sau này bằng anh bị cha na tới hồi giang na cái bằng anh là tôi lư cái giang mấy cái tam chạy đây vẫn sơn long po nước thái phan làm khơi nước năng thế nè đây đây này một chụp nhom có thả ở trong bước nhom nhom tôi lư sân là nhom tôi đào cái lá sân bán thì pi bay ngày cái lò mỏ có khơi một nửa nâng rúi cho hết một chụp nộp trả nhom là ngày và thả ở quân đại bán đây là ông chụp mì ở đây là con pol cũng bay đôi muôn đi nó miên phần đăng thế bà xong mình chịu sai lần vĩnh cho lục ai mình chịu ban thà mì con pol được bỏ lục nắng ban nào xong tới thà lừa tiết rồi vui con sầm rạch được luôn ai nữa bên đó bà chăm xong bà chạy thà
bạn nhà đây mà tiếc nhóm sinh ra tụi con nên hơi có thà lâu tụ đào ông tụi đào cả lại sẵn nên con tụi con có buồn say mò thấy gì vậy pi ngày tụi bay ngày mà đang giật con bạn sinh ra mà tiếc giúp bò một hàng lư đi coi giang ná cả nước nhóm đáp vượt bàn thì vận tải con đã bảy buồn làm ngày mò cứ còi bị con tụi đâu say bàn pi ngày có khởi menu nâng cái lên mò oi tập tiệc với con một chỗ cả lại nhóm đang ngày bà sầm ơn quân chưa lục đăng tế tha nhận ná ông ca ná chỉ tha ban thân nã lơ rồi bỏ con quân lục con quân bầm bầy rồi mùi nó bà tam bất cứ tha ban khang lơ có mà con quân miên là một khang lơ này đôi cho ban chỉ biết muốn đấy miên là cái nã bầm bầy rồi chân nó ấy miên khang lư con pol cho tiệt tôn tên nâng senatica bỏ khang con to vinh khang xuân sen vinh ta chia sẻ lư rồi bỏ con pol luôn thế và bánh ha nã lư cứ tha sơn sến có chuyện nạ lử, pol có chuyện nạ lử, hay cào pinu mó cứ được xem ba bức ảnh tha, pelrika panha nội bài rồi có khang vô thế cứ miệt là pin nhận nó đần đần nhận đào tù, hay khởi cho sơn pram nó có rika ở chung cá có tha ôm chung cá có rika mó ở lấy sơn sến hay cầu bình luận đèo đi cả ai lừa bọc cô na ai ăn miên đèo khơi này được trách con công lao thảo hàng cá hàng lừa càng pol cứ miên sầm sen miên pol miên ai tao ngon thì ai để bàn cho chấm riết đi càng quân vậy. Bà sầm ở cấn lúc ai mình chơi ở bàn tình mất hà và to bị càng pol tới nè na nè cột cột càng pol hơi bị lừa càng bị lừa สถาบันได้ครอบครองกองปุลมีสถาบันอาทิตย์บัสนจิลูกอาจปเจียบานสมลูกช่วยปเจียปีธนานุกรมท่าย้ำท่าปัญหาครอบครองกองปุลคือมีนตีมวยคือคางพนักยุทธีมีนสนเซนมีนสนเซนนั่งไอ้เจนักครอบครองกองปุลต้องออกไอ้ปีเลือดสนเซนนึงยิมท้าเมียนนากราปีปอลปอดเดได้กรุบกรองสนเซนนึกน้องอะไรจะนายปอดตามยมเบิกคือจังไอบาสมอคุณลูกองเรนยมอันมีสมโนเตเตสมอคุณลูกบุเทียนมันใต้หาเมตวีบอกยมมีนสมโนพี่ใบสมุนตะเจียนสมอคุณเจ๋งไหมMerci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le Témoin. Je suis Arthur Verken, international. Ma première question est la suivante. Combien de temps avant la prise de Phnom Penh avez-vous été blessé ? Et quel était le type de votre blessure? Hay lok labu rabiep mạch dae prapet labu thom mai toch. Ba prapet labu no keu labu kran tha labu jeung dae ban jeung hay ban na pon ta kran tha khiem labu hay ko chou dal prai mun labu nang chou dal va dai te pteah pu che tong nang hay keu đào tạo buôn nhom thư bên này nè đào buôn đào bọt tàng sang hai ban cầm lăng châu tấu Monsieur le témoin
D'accord, mais ma question était de savoir quelle était votre blessure, médicalement parlant. Vous avez reçu une balle, vous vous êtes trouvé le pied, et vous vous décrire votre blessure comme ça. Je suis venu à la Où ça? Bà trời crop lại nhà tới luôn. Này, hay cái plâu này. Et après cette avoir été blessé, au bout de combien de temps avez-vous été hospitalisé? ពេលរបួសហ្នឹងដល់ពេលគេជូនទៅមន្ទីរជូនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងថ្ងៃតដែលហ្នឹងតែម្ដងឬក៏ក្រោយមកច្រើនថ្ងៃហើយមកគេជូនលោកមកមន្ទីរពេទ្យរបួសភ្លាមគឺទៅពេទ្យភ្លាមហ្នឹងត្មងអត់មានចាំតែទេប្រវត្តិតាំងអាសង្ហើយនឹងអីណែនេះនឹងជាប់គ្នានឹងឯងហៅថាពេទ្យ Et vous allez y rester combien de temps dans cet hôpital mobile? Et où avait-elle été envoyée? Après 17 jours d'hospitalisation, vous faites quoi quand vous sortez de cet hôpital mobile que vous avez eu? ក្រោយពីចេញពីពេទ្យនៃអង្គភាពខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំមកជួបគ្នានៅភ្នំពេញឥឡូវទៅកណាទៀតបាទគេថាឲ្យអង្គភាពកងពលនេះនៃទៅនៃអ៊ីសានបាទគេមិនប្រើរតនគិរីថាអ៊ីសានប៉ុន្តែពេលនោះគឺ มันตอนนั้นได้รีบจอมที่ประจูลគ្នាลอยเด้คนนั้นในក្នុងกองพล14นูลอยเด้คนนั้นบังคับให้ดังถ้าเตรียมให้นั้นเติมหมกถ้าปานนั้น Les premières discussions que vous avez eues avec vos adjoints ou avec qui que ce soit d'autre à propos de la création de cette division 801, vous les avez eues lorsque vous étiez encore hospitalisé, vous les avez eues après être sorti de l'hôpital. Vous les avez eues après être sorti de l'hôpital.
J'entends bien, mais est-ce que c'était alors que vous étiez encore à l'hôpital ou est-ce que vous en étiez déjà sorti? Đôi chúng ta nông dân miền Nam cứ tha còn để riêng hay còn nông ở đây là ruộng nhau mà chặt thì người ta điệp chỉ điệp chăm để cho đi hay đang bị na tàu na nấu ăn phim na bị na nấu ăn phim na thì nông còn chặt nấu bún nấu mà nông mình toàn bạc ca nấu lại thì écoutez bien ma question, monsieur le Président. Je vous demande si au moment où vous discutez avec votre adjoint de ce projet d'intégration dans la division 801, est-ce que vous êtes encore hospitalisé ou est-ce que vous êtes déjà sorti de l'hôpital et vous avez rejoint votre oncle là où elle se trouve sur Phnom Penh? À quel endroit vous êtes-vous? ខ្ញុំគាត់ស្រួលលោកថាតើនៅពេលដែលភាសានឹងលោកនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏លោកចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយមកពេលដែលតំណែងនេះគឺថាមានអីនៅរងខ្ញុំគាត់នៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយបានជួបជាមួយកងពលមកគាត់ទៅជម្រាបខ្ញុំនៅទីកន្លែងពេទ្យ D'accord. Et puis ensuite, lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs du tribunal, les enquêteurs de la carrière, vous avez évoqué un rassemblement qui se serait tenu au stade olympique. À propos de la création de cette division 801. Ma question est la suivante. Au moment où vous assistez à ce rassemblement au stade olympique concernant la création de la division 801, vous êtes déjà sorti de l'hôpital, c'est bien cela? Et au meilleur de votre souvenir, c'est à peu près ce rassemblement au stade olympique concernant la division 801 a lieu immédiatement après votre sortie d'hôpital. ប៉ាន់ស្មានបានទេបើធៀបទៅនឹងការប្រជុំនៅស្តាតអូឡាំពិកនេះតើលោកចេញពីពេទ្យយូរហើយឬក៏ទើបតែនឹងចេញទេមកគឺខ្ញុំជម្រាបដែរថាពេទ្យគឺនៅដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងដូច្នេះបញ្ហានៅនេះរៀបចំ កងពលនេះគឺអត់បាច់ចេញពីពេទ្យទេគឺនៅក្នុងរដូវទេដល់ពេលវេលាគឺមកតែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំជឿវាបើថាក្នុងវិរៈសនាធំទៅបើមានមួយនៅក្នុងពេញមានមួយនៅប្រចាំការនៅខាងក្រៅដូច្នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីម្សិលហើយដូច្នេះខ្ញុំចូលទៅក្នុងរបួសនៅនោះផងដូច្នេះខ្ញុំអត់ទៅទេប៉ុន្តែការងារពីកងពលឬពីអីមកគឺមាន Et le jour où vous allez au stade olympique pour assister à cette cérémonie ou à ce rassemblement, vous êtes encore à l'hôpital en fait, si je comprends bien ce que vous dites.
đối tượng khi ông dùng điểm răng bàn tay đối thà đập mặt bàn nhóm trong giấy thà nông ông gặp hiếp nhóm muối nâng miền mê muối và đã na thông muối lâu nông ở đây nè nông bình hai mê và đã na thông muối miền nhóm nó buôn nó càng cào và nó càng cào đối với lại pi nẹt tăng pi nữa ngà miền ca bị cột nia miền ca chụp nia tam tây ô ấy thấy thấy cứ tam bây giờ tây ô được một chụp cho tam đoàn là bảy đoàn sai bảy nhà ấy đã chạm bạch và đối với lại mình bạch mò nông pin và tham mò lên một plet ấy cứ tàu quanh tàu ấy miền bảy nhà ấy cứ miền mê mùi nâu nồng ấy đối với lại ở miền tây như plet ấy cứ sân thế cứ nấu nó ăn thì em đang vào hàng lưới tàu ca điệp trăm mà mấy mấy tầm đầu tàu ca ơi nhằm mở bật chung mỗi ấy nhằm mở bàn và bộ phía lưu miên bật chú bài ấy miên mô tô ấy là ấy đối chứ này nâu nâu phóng định nâu nâu phóng chạm thân nam nâu phóng ấy ca nghĩa cực nâu nục miên bài nhà ấy cứ đọc sài bàn tăng kháng kháu tăng kháng lòng. Le président, je ne pense pas réussir à terminer mes lignes de questions. Je dirais au maximum 40 minutes. Bà học quân lục xã xây lục ông rén hay lần này đào làm nà cá tháp nà cá ngày nít đào peter làm ra hơi ở đây người mới phát cả cái làm nà cá tháp nà cá làm đập ngày nít trời nít hay tháp nà cá đứng từ bắt đầu từ ngày xây ngày sắp thì đọc bôi khai mạc ra cho năm vi phòng đọc bấy đặt chập đàm vì mong một môn trọc tư hay ngày sẽ những cư ông nhầm ra nâng một tố sắp đọc cái cắm xã xây lục ông rén mình chọc hay nâng đàm sắp đọc cái cắm xã xây để miền hà sinh niêm thì xí đã được dư mà rời đây là có đàm thuộc đến đó đời đồng nào ra về nhá muốn việc khi đã tế tiết này được cái đầy xuống việc khi nâng xa thiên đại chuẩn điểm lục ông rén ca sắp đọc cái cắm ở lục nâng bên đi một tôn chọc là lại tì hay ông nhầm ra nâng vừa sạm nạc cá đáp được khai cam lục nên là ngày ai tiết đối với này ông nhóm này không có hành chơi lục một con to vào khai cam được ngày ai tiết đây là chập đam vì mong một buồn phật tử
មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការតំបន់រួមជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពកងភាសាស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាស្ត្រីរុកនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅហើយនឹងឲ្យយើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងរដ្ឋបាលតុលាការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណាការនិវិញប្រកាសថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង 9 ហើយទៅទំនេះអង្គជំរះនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណើរបស់ខាងមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានហត្ថលេខា TC CP94 ហើយអង្គជំរះក៏នឹងពិភាក្សាហើយនឹងផ្ញើលិខិតជូនទៅភាគីជ្រាបឬបញ្ហានេះអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់លិខិតកម្មដើមរឹករបស់វិធានមានហាសនាម TCCP94 នេះ Yes, thank you, President. Just to make it clear, ដែលមិនដឹងរដ្ឋបវេនីTCCP94នៅថ្ងៃស្អែកតាមសំណើសុំនេះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទមកគបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជិតចាប់ចោតនៅបៃរូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកកាន់វត្ថុសម្ណការនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ដែលឡែកលោកអៀងតរីឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកនៅត្រឹមបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមដែលមានរៀបចំនៅឧបករណ៍សន្ទុ